Từ hôm nay ngày 1 tháng 8, Bệnh viện Bạch Mai sẽ mở khám ngoài giờ từ 5 đến 9 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng thứ Bảy Chủ nhật sẽ khám từ sáng đến 4 giờ 30 chiều. Hiện nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 6.000 đến 8.000 bệnh nhân ngoại trú đến khám, khoảng 4.000 bệnh nhân nội trú. Trong tổng số bệnh nhân đến khám thì chỉ khoảng 20% bệnh nhân là người Hà Nội, còn lại 80% người bệnh đến từ các vùng sâu vùng xa. Việc mở khám ngoài giờ nhằm giảm tải bệnh viện và tạo điều kiện để người bệnh thuận lợi khám bệnh hơn.